tâm sự xúc động của Mạnh Quỳnh khi thực hiện lời hứa với Phi Nhung. Trong tang lễ của ca sĩ Phi Nhung được tổ chức tại Mỹ, ca sĩ Mạnh Quỳnh từng nghẹn ngào hát ca khúc Tiễn Em Đường Cuối do chính anh sáng tác để tiễn người đồng nghiệp thân thiết lâu năm. Mới đây anh quyết định chia sẻ bản thu âm bài hát dành tặng cho Phi Nhung kèm những lời tâm sự gây xúc động. Hứa với Nhung rồi, tôi sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng, không có lời nữa. Nhưng vì khán giả yêu thương Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, yêu cầu Quỳnh đăng lại bài hát này. Để mỗi khi nhớ Phi Nhung thì khán giả sẽ mở lên xem lại. Và cũng để lưu lại những kỷ niệm sau này, khi Quỳnh không còn đi hát được nữa, thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình Nhung nhé. Thực hiện lời hứa của Nhung là mình sẽ sống trọn vẹn với khán giả, thì Quỳnh sẽ cố gắng dù biết rằng Quỳnh không thể nào lấp được khoảng trống của Nhung trong lòng khán giả yêu thương Nhung. Sau bài hát này tặng Nhung, Quỳnh hứa nếu có làm thêm ca khúc mới, Quỳnh sẽ viết và sáng tác những bài hát thật tươi trẻ, đầy sức sống lạc quan hơn Nhung nhé. Những gì Quỳnh đã hứa trước vong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh. Cho dù có khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa, Nhung biết tính Quỳnh mà. Xưa nay Quỳnh luôn sống an phận, chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật. Quỳnh chưa từng hơn thua, ganh ghét và làm mất lòng ai, dù là một đứa trẻ, hay làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân mình. Nhưng sống ở đời, không ai tự cho mình là hoàn hảo, nên chuyện thiên hạ không thích mình, đó là điều đương nhiên. Ông trời còn sống không vừa lòng người, thì huống chi mình phải không Nhung? Thôi ai nói gì mặc ai, mình cứ sống tốt và làm nghệ thuật bằng cái tâm của mình. Cầu mong cho Nhung an lạc nơi đất Phật. Nhung đã trả xong nợ thế nhân rồi. Từ nay không còn bận tâm đến những tai tiếng thị phi thiên hạ nữa. Bà ngủ ngon nha, tôi thức để làm việc đây. Phi Nhung sinh năm 1970 và là giọng ca chuyên trị dòng nhạc trữ tình dân ca. Thành danh ở thị trường hải ngoại, nhưng vài năm trở lại đây, cô hoạt động chính ở làng giải trí trong nước. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn góp mặt trong các game show truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Đồng thời tại thành phố Hồ Chí Minh, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực chay. Về đời tư, nữ ca sĩ có con chung tên Wendy Phạm với bạn trai cũ giấu kín danh tính. Cô còn nhận nuôi và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng 8 năm 2021, Phi Nhung bị nhiễm COVID-19. Trưa ngày 20 tháng 9, cô trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tro cốt của cố nghệ sĩ được đưa về Mỹ, sáng ngày 13 tháng 10 giờ Việt Nam, tang lễ của Phi Nhung đã được cử hành trọng đại tại chùa Huệ Quang. Để tưởng nhớ giọng ca bông điên điển, người thân và đồng nghiệp đã thực hiện các nghi thức cầu siêu, thăm viếng, tưởng niệm và đốt nến